Các bạn nhá, đây là tổng kho đèn năng lượng mặt trời bên em đây, thương hiệu Smart Light nhá. Rất nhiều các mẫu hàng phục vụ anh em luôn nhá, từ đèn 300W này, rồi 100W, 150W, 200W, các mẫu phổ thông bên em đang phân phối này. Đấy, hàng đóng đi cho khách rất là nhiều luôn nhá. Đấy, đây hàng đóng đi cho khách hết đây này. Anh em thấy không? Đó, và đây giới thiệu lên anh em các mẫu cơ bản bên em đang phân phối đây. Đấy, con này 100W này. Đấy, bật này. Đấy anh em thấy không? Đó, bật lên này. Đó, bật lên này. Đấy. Con này là 100W anh em nhé. Đó, đây, sử dụng điều khiển từ xa rất là tiện lợi luôn. Đấy, 100W này, con này 150W anh em nhé. Đấy, 150W này. Đấy, con này là 200W này. Đấy, con này 200W đây. Đấy, bật này. Con này 300W này. Anh em các bạn có nhu cầu về dòng nào liên hệ trực tiếp số điện thoại của em Phạm Huấn 0971 160 999 để được tư vấn về cái dòng sản phẩm. Đơn hàng đóng đi cho khách rất nhiều hàng luôn anh em các bạn thấy không? Đấy, phục vụ anh em khắp mọi miền Tổ quốc nhé. Đây, hàng bên em đây, anh em các bạn liên hệ trực tiếp hotline của em để được tư vấn đấy.